làm món thắng cố cho khách các bạn ạ. Nhìn cái bát thắng cố rất là hấp dẫn này. Cái này là thắng cố ngựa hả cô? Thì làm mà khó mà mang về nhà mang. À cho cháu tía đậu nữa. Cho 30 nhá. Ngay ghế này. Biết rồi. Anh Hiếu bảo là chung mà nó bảo dẫn đưa chung. Càng ngày càng thơm. Hay là giới thiệu cho anh mấy cái món ăn của em được không? Cái này là lòng, cái này là chế nè, cái này là bao tử nè. Bao tử à? Cái này là bao tử nè, lưỡi. Em nói từ từ thôi, không muốn rồi. Lưỡi à? Lưỡi là... Cái này là gà, con này là giò heo. Cái này là chả. Giò heo giống giò lợn không? Giò lợn đó anh. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao. Và hiện tại thì Vinh đang trên đường đi ra khu ẩm thực ở chợ phiên Bắc Hà các bạn ạ. Và hôm nay thì Vinh sẽ đưa mọi người đi tham quan tiếp những cái món ăn ngon sẽ có trong chợ ẩm thực ngày hôm nay các bạn nhé. Mọi người cùng theo chân Vinh nhá. Let's go. Đây là những cái bộ phận ngon nhất của con ngựa đây các bạn ạ. Cái này là gan này, lòng ngựa này, đuôi ngựa này. Cái đuôi ngựa này ăn lẩu rất là ngon đây các bạn ạ. Bây giờ chắc là chưa đến giờ ăn mấy đâu nhỉ chị? Tí nó mới đông. Tí rủ ạ. Nhưng mà nếu mà ăn hai cái này thì bao tiền? Vâng. Lòng các thứ là 60.000 một lạng. 60.000 một lạng à? Coi như là đủ các thứ luôn. Đây, đầy đủ các thứ. Dạ dày, lòng, đuôi, gan, phổi có. Đây toàn là của ngựa hết hay của sâu nữa? Ngựa hết, sâu cũng chỉ có trong thảo thôi. Trong thảo này. Ở đây mình thấy có một cái quán là thắng cố dê sao các bạn ạ? Dê. Đây là một cái mặt của con dê đây các bạn ạ. Vẫn còn nguyên cái sừng. Bây giờ mình bán thịt dê tươi à cô hay là mua tươi thì bán tươi à, đây. Cái này là để làm thắng cố đúng không? Bán lại. Hình như trước cháu ăn quán cô một lần rồi sao đúng không? Thứ kia ấy không phải à? Đây là lòng dê đấy các bạn. À, miếng thịt này nhìn rất là ngon này. Đấy. Này toàn thằng cố dê hết là thằng cố ngựa nữa ạ. À, cái này ngựa các bạn ạ. Nhìn rất là ngon này. Thấy có cả thịt ngựa. Thịt ngựa và gân ngựa. Gân ngựa là cái chỗ ngon nhất các bạn ạ. Và ngoài ra là có cái gan của con ngựa và phổi con ngựa nữa, dễ ăn lắm. Đó là tổng hợp của các bộ phận của con ngựa đấy. Còn đây là thắng cố dê hả cô? Dê. Thắng cố dê các bạn. Nhìn nước nó có màu xanh hơn là nước kia. Bên này thì là thắng cố ngựa. Bây giờ đã có một vài vị khách đang đi ăn rồi. Lát nữa tầm trưa trưa thì mới đông các bạn ạ. Trưa trưa anh em mình cũng phải ra ăn thử một ít thắng cố. Đây các bạn ơi, phía trước đây là một cái quán ăn các bạn ạ. Nhìn có rất là nhiều món ăn ngon các bạn. Ở đây chúng ta thấy có con gà màu đen này. Đấy, gà màu đen và có một con gà khá là to, nhìn rất là ngon các bạn ạ. Ở đây có cả món thủ lợn này, rồi là món chân giò đây. Đấy,
đây là những cái gọi là cổ cánh của nó đây. Còn đây là những cái món lòng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử một bát phở ở đây để trải nghiệm xem là những cái món ăn này nó có ngon không các bạn nhé. Hai vợ chồng dễ tính thế. Chị này anh dễ tính mà. Chị này anh dễ tính mà. Em ăn chế bây giờ dày đúng không? Anh Nam đi. Anh Nam đi bỏ chị đi. Ăn cái gì đấy? Chị có được bát phở. Chị vừa ăn xong rồi. Một lạng vừa. Ok. Bây giờ chị sẽ làm phở cho mình các bạn ạ. Cái này là phở đỏ nhỉ? Phở đỏ. Em ăn nhiều phở cơ. Hay vừa phở đó. Vừa vừa. Cái đấy là cái nồi nước tráng, còn đây là nồi nước dùng. Ok các bạn, bây giờ thì cái món phở của mình nó đã ra lò rồi các bạn ạ. Đây là một bát phở nhìn rất là hấp dẫn này, và trông rất là ngon. Đấy, bây giờ thì Vinh sẽ thử cho mọi người xem cái cảm giác là khi mà ăn phở tại chợ phiên ở vùng cao nó như thế nào các bạn nhé. Ở bên cạnh đây là một cái bát là rau sống nhìn rất là ngon các bạn ạ. Máy quay có thể quay lại gần đây này. Đấy, ở đây có cả rau như kiểu là cỏ mần trầu ấy. Đấy, cỏ mần trầu ăn sống cũng rất là ngon các bạn ạ. Ở đây là chanh này. Bây giờ chúng ta sẽ cho một vài lát chanh vào nhé. Đấy, chanh này nó cũng khá là ngon này. Đấy, cho một ít chanh vào. Đó. Và đây là có cái món gọi là ớt xào các bạn ạ. Đây là món ớt xào nhìn rất là ngon này. Đấy, chúng ta sẽ cho một ít ớt xào vào các bạn nhé. Tại vì mình cũng không ăn được ớt nên là mình cho một ít thôi. Đấy, cho một ít để cho nó đậm đà cái hương vị ở trên vùng cao các bạn ạ. Mình thấy ở đây có một cái lọ gì đây này. Mình mở ra xem nào. À đây là hạt TT các bạn ạ. Gọi là hạt TT này. Chúng ta thử cho một ít vào xem nào. Đấy. Còn đây là cũng là ớt xào thôi. Đấy, cái ớt này thì mình không ăn ớt này đâu các bạn ạ. À vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ ăn thử cái bát mà phở nhìn rất là hấp dẫn này các bạn nhé. Đây này, ở đây là nó có món chế này. Đây, máy quay có thể quay lại gần cho mọi người xem mà nhìn này. Nó rất là ngon. Cái này là lòng lợn này. Đấy. Còn cái này là trễ lợn này, trễ lợn là cái chỗ ở bên trong tử cung của con lợn các bạn ạ. Đấy. Phở đây là phở đỏ, phở Bắc Hà luôn đấy. Đấy, mình sẽ trộn lên và sẽ ăn thử và đưa ra
cảm nhận để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Mỗi khi đến chợ phiên Bắc Hà thì mọi người hãy vào những cái quán ăn ở đây để ăn thử nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn cái bát phở nhìn rất là hấp dẫn này của mình. Đó. Cái dạ dày ăn rất là dai giòn các bạn ạ. Và cái phở này ăn nó rất là mềm. Đấy. Và cái nước phở ăn cũng rất là ngon các bạn ạ. Cái nước phở rất là đậm đà. Thử ăn một miếng trễ xem nào. Đây là món trễ này. Cái này ăn rất là dạ, rất là giòn các bạn ạ. Rất là ngon. Mọi người đến chợ phiên Bắc Hà nhớ ghé vào quán phở ở chợ Bắc Hà ăn nhá. Nó sẽ có những cái điều rất là đặc biệt, những cái món ăn rất là đặc biệt và ngon. Thử một miếng rau sống nữa xem nào. Rau sống này cũng rất là ngon các bạn ạ. Loại rau sống này là bà con hái ở trên ruộng, những cái thửa ruộng bậc thang đấy. Rồi, bây giờ thì Vinh cũng xin được tạm dừng video tại đây nhá, tại vì ăn nhiều quá sợ mọi người thèm đấy. Bây giờ thì mời tất cả mọi người nhá. Cứ chèn đi. Ồ, cái quán này có cái món trễ lợn nhìn rất là ngon luôn ạ. Em này đang làm cho khách ăn cơm này luôn. Đang làm món thắng cố cho khách các bạn ạ. Nhìn cái bát thắng cố rất là hấp dẫn này. Cái này là thắng cố ngựa hả cô? Quán thắng cố ngựa cô này có cả món gân ngựa nữa. À, bây giờ người ta thích ăn gân đấy cháu. Vâng, gân nó dai dai ăn ngon đúng không? Và tiết ngựa. Ở đây thấy có cả quế hay sao? Quế? Đây là... hoa hồi thảo quả các thứ. Tất cả các món cho vào để cho nó thành một bát thắng cố nó mới không. Vâng. Ngon quá. Đây là khách đang ăn thắng cố bên kia rất là đông các bạn. Con đây ra đây không nóng này. Quán này là có bán cả phở nữa các bạn ạ. À chú lấy mấy nạng. Cháu ơi, cháu lấy mấy nạng kìa. Cháu cô là cô. Chế nhìn ngon phết. Sau dưa nhá. Để cho 5 lạng đi cô. Đúng rồi, có một con nó phụ là con bò
và bác nghĩa không phụ đi. Sầu dưa nha cô. Thái nhỏ rồi. À, đây. Không, cái này cứ gọi thái bối này chứ. Đấy. Thái to là mới ăn ngon. Ăn gì làm mà khó mà mang về nhà mà. À, cho cháu tía đậu nữa. Cho 30 nhá. Giờ là làm cho khách được uống rượu đúng không cô? Đây là hỏi yêu cầu xào lên luôn này. Em ra luôn. Cái này là 4 lạng, 5 lạng, 5 lạng là 175 nghìn. 30 cho thêm cái nữa là chứ. Cháu sốt hết cái chỗ đấy đi xà. Cần hết chỗ đấy cho bác ấy làm 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 cho. Đây là một cái quán rất là đông khách các bạn ạ. Quán cô này có hẳn 4 nhân viên liền cơ. Cô này còn thiếu một người ấy. À đây ạ. Chắc chưa đến giờ cao điểm đâu nhỉ cô nhỉ. Bây giờ là cũng chuẩn bị. Đa số là buổi sáng là nhiều khách hơn chị. 2315 ạ. Làm 2315 em. Đấy bây giờ là sẽ mang ra xào các bạn. Cái này là cái món trễ rất là ngon các bạn ạ. Mọi người đến chợ phiên vùng cao nhớ ăn thử món này nhé. Vừa nãy Vinh vừa mới thử xong. Cháu làm cái gì để cho cô về cô xem. Cháu làm kênh Tôi Người Vùng Cao. Ừ, nhưng mà đầu đề của nó là cái gì? Ẩm thực chợ phiên Bắc Hà. Cô có tìm cái đấy chắc là ra. Nếu mà như thế thì cô mới tìm về cái gì? Đây là bắt đầu rán đậu để tí nó bán cho khách. Đây là tiếp tục thái cái lưỡi lợn để cho khách các bạn ạ. Bao nhiêu? Đây 3 lạng nhá. Bê lì. Đây chúng ta lại gặp lại một cô chủ quán bán thắng cố các bạn ạ. Này cái tay chảo đấy. Đây là thắng cố gì ấy bác? Đây là lòng tiết đầy đủ gân. Ở đây là nó có bao gồm là lòng ngựa. Lòng ngựa đây, tiết đây, gân đây. Đây là cái gân đây. Gân ngựa các kiểu luôn. Rất là thơm các bạn ạ. Thơm ngon lắm. Đây làm bát đi. Vâng. Thế. Làm mất quả hai chưa? Làm mất quả 20 đây. Quán cô này cũng có rất là gà nhiều. Gà ta lườn đen này, chân lợn này. Đấy gà lòng này, lòng này. Dày. Làm mất quả 20 nha. Thịt ba chỉ các kiểu luôn này các bạn này. Đó. Lưỡi này, thủ lợn, chân giò. Gan phèo các kiểu luôn. Đó.
bây giờ bắt đầu làm cái món đậu phụ sốt cà chua. Đấy, nhiều nghề thì sống đóng nghề thì có nhỉ, một nghề thôi nhỉ, một nghề thì lại giàu nữa. Đây cháu làm nhà hàng, cháu kiếm tay rồi. Cà chua là cô xào sẵn rồi đúng không? Cô xào sẵn rồi, giờ chỉ việc cho vào. Giờ chỉ cho vào, chứ mỗi người một xào một tí thì còn lâu lắm. Vâng. Đây là một món đậu phụ sốt cà chua nhìn rất là ngon, hấp dẫn các bạn ạ. Vậy là xong một món này, nhìn cũng hấp dẫn phết. Mấy mấy con? Vâng. Bây giờ cô xào cho cháu xem luôn. Rồi bây giờ là lại tiếp tục một món khác nữa các bạn ạ. Món này gọi là cái món hấp dẫn nhất này. Đấy, món là Vinh cũng rất là yêu thích cái món này luôn. Đấy. À, đặc biệt là ở đây là cái quán này là cô chủ quán là rất là thân thiện các bạn ạ. Cô chủ quán là rất là xinh và cũng rất là thân thiện. Giờ cô sẽ xào món trễ lợn. Cái đấy là tỏi hay hành hả cô? Hành. Cho hành. À, sẽ lợn rất là ngon các bạn. Cái
ngay ghế này. Anh Lưu bảo là trùng mà nó bảo đánh đơn. Wow, càng ngày càng thơm. Nhà cô xào nấu cả là mỡ lợn nữa. Vâng. Mỡ lợn nữa. Nhưng mà cái dầu còn ăn nó không ngon nữa. Vâng. Mỡ ấy xào. Rồi, sắp được rồi các bạn. Cho cả cà chua vào. Đang ở đấy thì chính đây cho à. Nhưng mà cứ đi về hay là cứ đi vào nhà nghỉ tí. Nhà cô như anh đầu bếp hay sao ấy nhỉ cô nhỉ? Là đi qua anh thấy nhiều nó quen rồi nhỉ? Là đi qua anh thấy người xào. Toàn món ngon luôn. Đấy, mọi người đến chợ ẩm thực Bắc Hà nhớ ghé qua quán của cô này nhé. Quán cô này ở ngay ngã ba chợ. Giờ sắp chín rồi. Ôi! Một đĩa trễ lợn xào dưa nhìn rất là ngon ha. Cái này nếu mà tính như này thì cũng là một 200 mà hai đĩa đấy. Đây cháu ơi. Đây là được 2 đĩa nhưng mà tổng cộng là bao 200 à cô? 200 à. 200 hai đĩa, một đĩa 100. Khá là rẻ. Đây ở nhà hàng chứ nó phải mấy trăm nghìn. Đấy. Mình bán là bán hàng cân thôi. À. Khách nào cũng ăn được. 200. Người khó là chặt chém người ta, người ta đến đúng không? Đúng rồi, chợ phiên Bắc Hà là các cô là không hay chặt chém đâu các bạn. Gần như là mình đi quay quán nào thì cũng như vậy, họ chả chặt chém như ở những nơi khác đâu. Đấy, cô ấy xào cho mấy anh em đấy ăn uống các bạn ạ, uống rượu. Bây giờ mình thấy xuất hiện thêm bạn này hình như là con gái ở chủ quán hay sao đúng không? Em là con... Con dâu. À, con dâu. Ôi, con dâu tương lai đấy. Hình như em nói tiếng tiếng miền Nam hay sao đúng không? Vâng. Ở trong miền Nam ra à? Dạ. Ôi giời. Thế lấy chồng tận ngoài này à? Dạ. Em lấy chồng tận ngoài này à? Vâng. Ồ. Cưới
Hay là giới thiệu cho anh mấy cái món ăn của em được không? Cái này là lòng, cái này là chế nè, cái này là bao tử nè. Bao tử à? Cái này là bao chỉ nè, lưỡi. Em nói từ từ thôi, không muốn rồi. Lưỡi à? Lưỡi lợn. Cái này là gà, còn này là giò heo. Cái này là chả. Giò heo giống giò lợn không? Giò lợn đó anh. Công nhận là quán của em là có em về làm con dâu chắc là đông khách hơn đấy nhở? Em không biết mà. Cái giọng nói ở trong miền Nam dễ thương thật đấy. Đây là xá xíu. Xá xíu nữa à? Có là... Đâu cái nào xá xíu? Đây. Phở xá xíu nữa. Thì xá xíu à, thì này sẽ được ướp xong rồi sẽ chiên với dầu. Ráo với dầu. Em có mang món ăn nào ở trong miền Nam ra đây bán không? Không ai đâu, mang lại không ai ăn đâu. Tại vì trong đó thì đồ ăn khẩu vị hơi ngọt tí. Ngọt à? Cho ăn đường à? Đúng rồi, ngọt trong miền Nam đó không ăn ngọt. Ngọt với cay. Đúng rồi, ngọt cay. Thế cơ duyên nào mà em lại ra tận ngoài Bắc này lấy chồng này ở tận nơi xa xôi như thế này? Em chẳng biết nữa. Tận trên vùng cao này. Có phải là mình lên du lịch trên Bắc Hà để gặp anh ấy không? Chắc là hay là thấy cái quán này đồ ăn ngon quá là kết luôn con chủ quán à? Cần thế là vậy. Rồi, cảm ơn em. Vâng, thưa các bạn, như vậy là Vinh cũng đã giới thiệu cho các bạn về cái chợ ẩm thực chợ Tiên Bắc Hà rồi. Có lẽ là video đến đây Vinh xin được kết thúc luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tôi Người Vùng Cao của mình nhé. Bye bye.